Xin chào mọi người, hiện tại như các bạn được thấy ngay bên tay trái mình đây là một sản phẩm kệ tre 5 tầng. Sản phẩm này mình làm theo đơn đặt hàng của khách, và hiện tại thì do chiều nay khách lại sớm quá nên mình chưa thể sơn được, nên đây là sản phẩm chưa sơn nên màu sắc nó sẽ không được đẹp. Và sản phẩm này bên mình làm theo kích thước hoàn toàn là của khách giao, và các bạn thích dài rộng cao bao nhiêu tùy, bao nhiêu tầng cũng được, ok. Và mình cũng xin giới thiệu sơ qua một chút, kệ này thì gồm có 5 tầng và những 3 tầng dưới là những tầng là gồm có 2 thanh đỡ ở sau, và có một cái khác nữa là những cái tấm này là có thể tháo rời, vì đây là những cái kệ nên có thể tháo rời, tiện cho việc vệ sinh sau này của các bạn. Rồi bỏ vào, tất cả các tầng đều có thể tháo rời. Kệ này thì nói chung bên mình làm cũng là thuộc dạng tre cũng vừa chứ chưa được đặt cho lắm. Đây như các bạn đã thấy hiện tại ngay tay mình chị đây, tay cũng vừa. Còn đây là những cái tấm này, các bạn xem kỹ này. Đó, sau này rất dễ dàng cho việc vệ sinh của các bạn, rất dễ dàng cho việc vệ sinh sau này. Hàng này hàng mới quá, chưa kịp sơn. Kệ cao 5 tầng nhé. Mình sẽ quay kệ này nặng lắm. Đây là mặt sau của sản phẩm. Đây các bạn thấy nhé, mặt sau. Đây là những cái thanh trắng để nó giữ đồ lại cho nó khỏi rơi. Còn với những tấm này này, nhiều bạn nào á, mình đã đặt hàng bên mình mà không thích rơi thì bên mình cũng có thể làm cho nó liền lại. Bên mình sẽ gia công thêm phần cục may ở lại đây để cho nó giữ sản phẩm được tốt hơn và chắc chắn hơn. Với sản phẩm này bên mình bảo hành 3 năm và giao hàng cho toàn quốc. Nếu như các bạn có nhu cầu đặt hàng, xin vui lòng liên hệ số điện thoại 0932 080391 hoặc liên hệ trực tiếp trên fanpage bàn ghế may tre của bên mình.